Mình muốn mua những thứ đồ này. Mình muốn mua những thứ đồ này. Mình muốn mua những thứ đồ này. Mình muốn mua những... Đã tiêu hết su... Cửa hàng món hầm Oden. Cửa hàng món hầm Oden đang mở cửa. Món hầm Oden của bạn đã sẵn sàng, xin mời. Món hầm Oden của bạn đã sẵn sàng. Bạn thật tuyệt vời, đã được tặng 10 giây. Món hầm Oden của bạn đã sẵn sàng. Món hầm Oden của bạn đã sẵn sàng. Món hầm Oden của bạn đã sẵn sàng, xin mời. Mức độ khó tăng lên. Món hầm Oden của bạn đã sẵn sàng, xin mời. Món hầm Oden của bạn đã sẵn sàng. Món hầm Oden của bạn đã sẵn sàng. Món hầm Oden của bạn đã sẵn sàng. Bạn thật tuyệt vời, đã được tặng 10 giây. Món hầm Oden của bạn đã sẵn sàng. Món hầm Oden của bạn đã sẵn sàng, xin mời. Món hầm Oden của bạn đã sẵn sàng. Mức độ khó tăng lên. Món hầm Oden của bạn đã sẵn sàng. Món hầm Oden của bạn đã sẵn sàng. Món hầm Oden của bạn đã sẵn sàng. Bạn thật tuyệt vời, bạn đã kiếm được rất nhiều xu. Cửa hàng nước ép hoa quả. Cửa hàng nước ép hoa quả đang mở cửa. Nước ép đã sẵn sàng.
xin mời. Nước ép đã sẵn sàng, xin mời. Bạn đặc biệt ơi, đã được tặng 10 giây. Cửa hàng nước ép hoa quả. Cửa hàng nước ép hoa quả đang mở cửa. Nước ép đã sẵn sàng, xin mời. Nước ép đã sẵn sàng. Bạn đặc biệt ơi, đã được tặng 10 giây. Nước ép đã sẵn sàng. Nước ép đã sẵn sàng, xin mời. Mức độ khó tăng lên. Nước ép đã sẵn sàng, xin mời. Nước ép đã sẵn sàng, xin mời. Tốt lắm, đã được tặng 15 giây. Nước ép đã sẵn sàng. Nước ép đã sẵn sàng, xin mời. Mức độ. Bà muốn mở cửa hàng món hầm Oden. Cửa hàng món hầm Oden. Cửa hàng món hầm Oden đang mở cửa. Nhớ món hầm Oden ở đâu và tìm món hầm Oden của bạn đã sẵn sàng, xin mời. Món hầm Oden của bạn đã sẵn sàng, xin mời. Bạn đặc biệt ơi, đã được tặng 10 giây. Món hầm Oden của bạn đã sẵn sàng, xin mời. Món hầm Oden của bạn đã sẵn sàng, xin mời. Món hầm Oden của bạn đã sẵn sàng, xin mời. Mức độ khó tăng lên. Món hầm Oden của bạn đã sẵn sàng. Thank you.
Món hầm Oren của bạn đã sẵn sàng. Món hầm Oren của bạn đã sẵn sàng, xin mời. Món hầm Oren của bạn đã sẵn sàng, xin mời. Bạn hợp